Duy nghĩ sao về vườn rau? Thôi ba ba, đâu đang yên đang lành, đừng dính với phản động căng lắm ông nội. Nghe, thôi thôi đừng gài ông ơi. Tôi đang yên đang lành, tập trung chí thú làm ăn, ông đừng gài tôi chơi phản động nữa chết luôn. Anh nghĩ sao khi Dượng Long lại phát ngôn công nhận Việt Nam Cộng Hòa là một quốc gia? Thì chắc đó nó phản động em ơi. Công nhận Việt Nam là Cộng Hòa là một quốc gia thì nó phản động trong lòng người Việt. Giờ nó theo phe Việt Nam Cộng Hòa rồi đó. Thì đã theo phe Việt Nam Cộng Hòa rồi nha mấy em. Tao đang làm ăn ngon lành mẹ dính tới mấy ông phản động này căng lắm. Đam tao chết sao? Có ông nghệ sĩ nào đó chia sẻ tin của RFA tiếng Việt bị một kênh chống cộng khét tiếng bị chửi quá trời kìa anh. Ông nghệ sĩ nổi tiếng gì ông vẫn đâu chứ ông nghệ sĩ gì nổi tiếng, cha đó tai tiếng nhóc. Ông ngoài Bắc lại gì ông đó nữa. Tao miền Nam tao không biết đây. Ông chia sẻ cũng RFA đúng không? Xong rồi ông đá đểu dân Hải Phòng nữa. Ông nói đông biển. Không phải phải. Phía đông miền biển hay gì đó quên bà rồi. Nói chung ông nói gì đó giờ nhiều rồi em tại mới thấy thôi chứ em mới vô giới này mới biết chứ ông cũng lâu lâu ông khịa ghê lắm gì à. Tụi sọc không hiểu sao nó biết đó. Nó biết hết Facebook của cô dì chú bác ông bà thằng nhỏ xé cờ, trời đất ơi cũng tình báo như tiền này nọ thôi. Nói chung trên mạng xã hội này nó truyền họ ra thôi chứ có gì đâu em. À, gì vụ vụ thằng nhỏ xé cờ bên Úc sao rồi anh, ai biết đâu, bên thì nó bị bắt rồi, bên thì nó chưa bị bắt, tao cũng chả biết. Theo anh thì Việt Nam Cộng Hòa bên đó là một tổ chức vô thừa nhận, vô tổ quốc, vô liêm sĩ đúng không anh? Em mà nói gắt quá em, nói phủ quá. Ok đúng. Tất cả nè, thứ nhất vô thừa nhận là chắc chắn rồi, vô tổ quốc đúng luôn. Còn này vô liêm sĩ, à, vô liêm sĩ thì theo thấy cũng đúng nữa. Tức là ở bên đó mà không làm cái việc để báo ân cái đất nước đó, mà tối ngày mơ mộng về chuyện này chuyện kia, xong rồi từ đó quyên góp từ thiện bậy bạ để xào chẻ đồ thì cũng vô liêm sĩ thiệt. Em đọc lịch sử là cờ ba sọc đỏ lấy từ thời nhà Nguyễn, thần thái đúng không anh? Vậy bạn kia dẫm đạp trên lịch sử đúng không anh? Bạn kia là bạn nào, nói thẳng đi tao đam cho. Nói đi, nói đại đi. Mày nói sao cũng được đó, tao giải thích cho mày nghe được hết đó, tao hay lắm. Tao kèo trên anh rồi. Bây giờ thằng Công đặt mặt tin nè, mày ghi luôn bạn kia là bạn nào. Mày ghi ra đi, tao giải thích cho anh hiểu nha. Anh phe tổ quốc mà, tổ quốc là trái tim, là tình yêu, sao gọi là phe được em? Bạn du sinh Úc dẫm đạp lịch sử, dẫm đạp khí khô gì, dẫm đạp lịch sử. Hành hành vi đó chẳng qua là nó, thằng đó nó sai ở hai điểm đó, nó sai ở hai điểm là nó dẫm đạp lên một cái dẻ mà cái dẻ đó hơi nhạy cảm, và cái thứ hai nữa là trong video đó nói chuyện quá là mất dạy đó, nó sai ở hai cái điểm đó chứ làm con khỉ gì dẫm đạp lịch sử mày, bậy bạ không lịch sử nào. Wow, bé du học sinh đó. À, anh Hùng là đúng rồi, dù gì cũng được là cũng được tiếng là người ghét cờ vàng trong xương tủy, đến đứa con nít mà nó còn có máu thù với cờ vàng ba sọc, bé đó sai về luật như là thần tượng trong lòng dân. Bạn nói đúng, bạn nói có điểm đúng, tôi đồng ý với bạn đúng không? Tức là thằng đó nó sai về luật là chắc rồi, nhưng mà nó sẽ là thần tượng trong rất là nhiều người đó. Nhưng mà ngoài cái luật nữa, ngoài cái luật ra thì nó còn sai về cái thái độ và cái hành vi. Tức là nếu mà nó cũng làm một cái hành động đó nhưng mà cái ngôn từ nó nhẹ nhàng sâu lắng mà điếm đó thì nó sẽ hay hơn nữa, nên nên nên, nên cái pha đó nó chưa được hoàn hảo lắm. Mà thì bây giờ nó thật sự hôm qua mình tư vấn bận rồi, nó chỉ cần cầm video thôi, nó quay ngay ngày đó, nó quay chỗ đó, nó ngồi dưới, ủa cái dẻ gì treo đi cao vậy ta, sao cái dẻ này mình kiếm hoài không có, bên Amazon mình cô mua cũng có dẻ này nữa đúng không, mà mình lên mạng mình tìm cũng có dẻ nữa, các bạn biết này dẻ này gì không, mà sao người ta treo hai ba cái đi, nước Úc gì đâu mà xấu xí vậy, xấu quắc vậy ba. Trời đất ơi, tôi đóng tiền qua Úc này, tôi ở, tôi ăn, tôi du học này nọ, sao nước Úc giờ tự nhiên gì gọi là mất vẻ mỹ quan đô thị quá vậy ta? Thì bạn nhận xét cái pha hành động này nó như thế nào? Đúng không? Cái pha hành động này cái bọn kia mày có tức kệ mẹ mày cũng không làm gì nó, không làm được nó đó. Đúng không? Cái bọn kia nó có tức cỡ nào tức kệ, không làm gì được hết. Cùng lắm thì chém nó đi, mà chém nó thì ở tù rục gông. Nên nó tóm lại là em đó thì nói chung mà, như bạn nói đó là sai về luật, nhưng mà là thần tượng trong lòng dân gì đó thì ok. Gì nó mà làm được như như Duy thì chả phải đi du học nữa vậy chứ, nó đi đâu ông nội? Đam thấm qua nơi bọn kia chắc cây đột tử luôn, thì đam thì phải thấm nó chứ sao. Đam thấm thì kêu là đam. À, Việt Nam Cộng Hòa dù sao cũng là một quốc gia từng tồn tại tương tự Khmer, La Mã, Ba Tư, sao Duy Nguyễn kêu là dẻ? Ủa vậy sao Liên Hợp Quốc không có công nhận Việt Nam Cộng Hòa, quốc gia gì kỳ vậy mày hả? Quốc gia được thành lập dựa trên hiệp định nào hả? Nói nghe chơi coi. Mày nói không được tao tán mày vỡ mỏ nhân con ngu sử đúng không? Mày trả lời tao hai câu. Bây giờ quốc gia Việt Nam Cộng Hòa, cái gọi là quốc gia Việt Nam Cộng Hòa đóng ngoặc mở ngoặc đúng không, tại sao không có tên trong Liên Quốc? Rồi cái thứ hai nữa, được thành lập dựa trên hiệp định nào?
chứ không á thì mấy em phản động nó vô nó sồn các bạn. Nó nói nè, một quốc gia nó một Việt Nam Cộng hòa là một quốc gia hợp pháp, tại vì Việt Nam Cộng hòa có lãnh thổ đi từ vị tuyến thứ 17 tới mũi Cà Mau, có luôn đảo Phú Quốc này nọ kia. Việt Nam Cộng hòa có số dân gần 20 triệu và Việt Nam Cộng hòa được có hiến pháp đúng không? Được chính phủ được tổ chức theo tam quyền phân lập. Thì tại vì quên rồi, tư pháp, hành pháp, lập pháp, ABC rắp cái bà mày, tao hỏi mày câu cốt nè, tại sao mày không có tên trong Liên Hiệp Quốc? Mày được thành lập dựa trên cái hiệp định nào, dựa trên cái nguồn lịch sử nào, nói cho rõ đi con, làm con mẹ gì nói được. Nói gì cầm như hết nè, đó không, ba là phải nhẹ nhàng như Duy Nguyễn rồi đó, khóa miệng nó vậy nó mới vui, đừng có gắt với bạn đúng không, gắt để trong lưu ly làm đi. Rồi trả lời đi, ai trả lời được thì cứ trả lời nha, mình hỏi luôn tất cả mọi người chứ không hỏi riêng này. Anh thấy qua câu chuyện du học sinh ở nước ngoài bài học nào sâu xa ngoài ba bài học anh nói đã đúc kết hết tất cả rồi, em cứ học theo ba bài học của anh là ok nha. Vì theo Wiki năm 1949, một bằng một hiệp định với thực dân Pháp, nhóm chính trị gia chống cộng đã thành lập quốc gia Việt Nam với Bảo Đại là quốc trưởng. Rồi ok, hỏi mày tiếp, quân đội ai nắm? Hả? Ngoại giao ai nắm? Rồi tiếp tục, đúng không? Tại sao mà khi mà quýnh lộn với thằng Pháp đó, mày không được ký hiệp định Paris? Ủa lộn, xin lỗi, hiệp định Geneva. Rồi trả lời tiếp đi em. Trả lời tiếp đi. Ok, mày nói cũng có lý á. Ok, mày nói năm 49 đúng không? À, bằng một định với thực dân Pháp đúng không, nhóm chính trị gia chống cộng đã thành lập quốc gia Việt Nam đúng không, ý chứ nó trắng mồm mày giành ăn với Việt Minh đúng không, ok mà tính giành ăn với Việt Minh đâu có gì, giờ mày muốn làm thành quốc gia riêng đồ này nọ kia, rồi được rồi, ok được, thấy không? Rồi tiếp tục đi, tại sao một hiệp định quan trọng, hiệp định Geneva đúng không, cả thế giới ký kết, mà tại sao Việt Nam quốc gia nó không được ký? Nó kỳ với ba đúng không, mà Việt Minh được ký, vậy là Việt Minh là ông nội mày rồi chứ còn gì nữa, mày là cóc ké mà không cho mày ký. Rồi trả lời đi mấy em. Trả lời đi mấy em, đúng không? Vậy tao hỏi tiếp mày lục nha, một cái quốc gia méo của quân đội thì được, nó có được coi là quốc gia không? Thí dụ như cái quốc gia đó, nó không có quân đội luôn, toàn dân không hiểu nói, còn đằng này quốc gia đâu có quân đội của Pháp, có quân đội của Việt Minh, mà sao quân đội của Việt Nam Cộng hòa thằng nào chỉ huy ta? Rồi cho mày nói được tên chỉ huy của Việt Nam quốc gia, xin lỗi bạn, Việt Nam quốc gia. Vậy thì tại sao Việt Nam quốc gia lại ra đầu hàng chung với người Pháp ta? Đó, tại sao ra đầu hàng chung với người Pháp ta? Ủa mà tại sao nó không cho ký hiệp định Geneva luôn ta? Gì à? Việt Nam Cộng hòa là do Nhật đẻ, Pháp nuôi, Mỹ là Pháp là mẹ nuôi, ba là Mỹ là ba nuôi đúng không anh? Không, cái đó là Việt Nam quốc gia. Cái đó là Việt Nam quốc gia bạn, Việt Nam quốc gia là do Nhật đẻ. Đó. Nhật đẻ xong Pháp nuôi, còn Việt Nam Cộng hòa là sau này đảo chánh Bảo Đại nó mới ra được Việt Nam Cộng hòa. À, Geneva chẳng qua Việt Minh không được dân chúng ưa chuộng, nhưng khiến người ta sợ và tôn trọng về những lãnh thổ do Việt Minh kiểm soát nên được ký thôi, làm sao? Tao thấy câu này mày bắt đầu mày ngu rồi nè nha. Nói gì ta? Geneva chẳng qua Việt Minh không được dân chúng ưa chuộng. Ủa dân chúng không ưa chuộng sao có Việt Minh? Ủa vậy dân chúng không ưa chuộng sao Pháp quýnh không lại Việt Minh? Không hiểu, trả lời nghe mày. À, nhưng khiến người ta sợ, dân không ưa mà dân sợ, và tôn trọng về những lãnh thổ do Việt Minh kiểm soát. À, tức là nó dân không ưa mà dân sợ, dân tôn trọng những lãnh thổ Việt Minh kiểm soát ngày càng tăng nên được đăng ký thôi. Ủa mà dân không ưa sao lãnh thổ tăng? Đâu, dân không ưa thì Việt Minh đến đâu dân quýnh thấy bà luôn rồi, sao lãnh thổ tăng được, nên được ký thôi. Ủa vậy ngộ nha, nếu mà nói như vậy á, đúng không, nếu mà nói như vậy á thì cái lãnh thổ của Pháp nó chiếm đóng á nó còn nhiều hơn của Việt Minh nữa, vậy tại sao nó phải ký với Việt Minh để nó đầu hàng, để nó thua? À, cái chỗ này không hiểu nha, à, giờ nó căng rồi nha, giờ này chơi đàm xoắn não quá. Thôi trình độ anh Di có hạn, anh Di không biết trả lời bạn ơi, mấy bạn vô trả lời đi bạn. Thì làm sao xóa sổ được cái vẻ vàng đó vậy anh? Tụi nó xuống lỗ thì con cháu nó vẫn treo đầy đường. Đầy đường đâu đầy đường em ơi, không bằng cái xóm của Việt Nam nữa, không bằng cái xóm Việt Nam ngày 30 tháng 4 nữa. Leo que dày tắm à, đầy đường đâu đầy đường. Hình ảnh Bác Hồ là để treo ở những nơi tôn nghiêm kính cẩn, vậy tiền in hình Bác Hồ mà ném vung vãi có được xem là xúc phạm Hồ Chủ tịch không boss ơi? Bây giờ nó có hai vấn đề. Cái hành vi này nó hơi sâu, anh không biết là có vi phạm pháp luật hay không, em nên hỏi luật sư và em nên hỏi cái cơ quan nhà nước để người ta trả lời cho em cái hành vi là cầm tiền Bác Hồ mà chọi tùm lum á thì có vi phạm pháp luật hay không. Nhưng mà theo anh biết á, ví dụ như
Cầm tiền mà đốt đó là vi phạm pháp luật. Đó, anh chỉ biết cầm tiền đốt là vi phạm pháp luật thôi. Còn cầm tiền có hình Bác Hồ mà rải tùm lum tùm la thì không biết có vi phạm pháp luật hay không. Còn nếu mà là một người Việt Nam mà làm cái hành vi này thì cũng hơi sơ hở, hơi kém khôn ngoan. Nói chung là dễ bị người ta cáo buộc vô cái tội, thứ nhất là phỉ báng bác, thứ hai là cáo buộc vô cái tội là này nọ kia, nó hơi bị phiền phức chút đỉnh. Nếu mà cầm hàng mã thì ok, đúng không? Mình cầm hàng mã là hàng để quăng mà, hàng để đốt thì ok. Sao anh không in tiền gắn hình tứ trụ với để hình anh lên luôn? Mày có bị điên không mày? Đâu in tiền là phạm pháp. Thằng phản động lâu lâu ngày vô hỏi vẫn ngu à. Nếu bây giờ có một toán người cầm tiền vung vãi, tung tóe và giẫm đạp lên tiền thì có gọi là vi phạm pháp luật không Duy? Nữa câu này hỏi hoài, không biết. Đốt tiền thì vi phạm pháp luật, còn cầm tiền chọi thì không có biết, đúng không? Thì bây giờ bạn hỏi, bạn post vô mấy cái group nào mà lớn lớn á, bạn hỏi người ta, hoặc là bạn hỏi luật sư online, người ta sẽ trả lời cho bạn câu hỏi này. Anh ơi, mình nghe Nhạc Vàng ngày xưa có vi phạm pháp luật không anh? Tùy bài, tùy bài nha. Bài gì không biết chứ giống như bài Thiên Thần Mũ Đỏ chắc có đó. Anh chọn phe yêu nước là luôn đúng, không phải. Cái chữ yêu nước là cái tình cảm của anh. Nó là cái dòng máu Lạc Hồng, anh sinh ra là anh đã yêu nước, anh không có chọn phe. Yêu nước không phải là phe, đúng không? Ý anh nói phe ở đây là gì? Khi mà gọi là có chuyện xảy ra nó sẽ có một phe trẻ trâu, đúng không? Phe doanh nghiệp, rồi phe tri thức. Đó, thì mình đứng về cái phe nào hay là cái phe nào nó ủng hộ mình là quan trọng, là anh nói phe là phe chỗ đó. Anh là doanh nghiệp thì anh nhìn có những doanh nghiệp khác anh nhìn thế nào, đúng không? Anh là tri thức thì anh coi tri thức nhận xét anh như thế nào, và tri thức có tiếp tục ủng hộ anh không. Và tiếp còn khách hàng tôi khỏi nói rồi, khách hàng của anh thì nó quá tin tưởng anh rồi, khách hàng của anh nó rất ok, nó xuống tiền nhiều hơn nữa. Chứ còn anh không đồng ý với em cái câu yêu nước là phe. Anh nói rồi, làm nghề gì thì làm, đừng có làm nghề bán nước để kiếm tiền, đúng không? Và đừng có làm nghề giả bộ yêu nước để kiếm nem. Nó mình yêu nước, mình phải yêu nước bằng tình cảm, bằng những cái hành động thật sự của mình, bằng những thông điệp mình lan truyền cho tuổi trẻ. Thế mới gọi là yêu nước. Và yêu nước phải khôn ngoan, tỉnh táo với cái độc lập nữa. Quá tuyệt vời, nó ngu không hiểu tinh thần yêu nước. Thì nói chung là gia môn bất hạnh mà, cha mẹ dạy dỗ kiểu gì đó không hiểu tinh thần yêu nước. Hôm qua mình thật sự mình cũng rất là ngại khi mà nhắc tên của người nào nha các bạn. Nhưng mà mình có một cái sự việc này mình muốn chia sẻ với các bạn thôi, nhưng mình không muốn đi sâu. Thì trong cái sự việc mà em trẻ lỡ dại mà ngồi làm hành động mà đáng tiếc bên Úc đó, rồi xong rồi giờ nó có những cái vấn đề về cuộc sống này nọ. Thì trên bên Úc có ông kia ông gáy. Bên Úc ông kia có ông kia ông gáy. Ông đang bình luận về ông mở một cái livestream, ông bình luận về hai sự việc. Thứ nhất là sự việc con nhỏ đó. Thì sự việc con nhỏ đó là góc nhìn của ông, mình không khe, mình không nói, mình không đam, không biết gì hết á. Nhưng mà ông có một cái sự việc, ông nói về cái về những cái trận chiến dẫn tới ngày 30 tháng 4, xong rồi dìm hàng Việt Nam các bạn. Mà tuổi cũng không lớn hơn mình nhiều đâu, chắc lớn mình chừng tuổi 2 tuổi gì đó. Mình coi đại diện là F2 đó, bên Úc nha. Rồi các bạn đừng đi sâu vô việc này. Mà tôi nói ở đây các bạn biết người đó là ai không? Đó, đừng đi sâu vô nha, biết vậy thôi. Tức là giờ rửa mặt cho sự thua cuộc đồ này nọ đồ. Nó nói là Việt Nam xé hiệp định Paris đồ, vẫn là câu nói rất là cũ các bạn. Vẫn là câu nói rất là cũ. Chú ơi, trong lớp cháu có nhiều đứa ghét lịch sử tới mức cực đoan và chúng nó muốn loại lịch sử ra khỏi chương trình học. Cháu khuyên nhẹ, quân tử, chúng nó tẩy chay cháu luôn. Cụ thể là sao con? Nó ghét lịch sử cực đoan là sao con?